Thưa sư, trong Bát Chánh Đạo phần nào dành cho cả tục gia và xuất gia, phần nào chỉ dành cho tỳ kheo xuất gia? Đức Phật nói chừng nào mà ở thế gian còn có người thực hành Bát Chánh Đạo thì chừng đó thế gian chưa có vắng bóng thánh nhân. Con đường Bát Chánh Đạo ấy được áp dụng cho cả hàng tại gia cư sĩ lẫn hàng xuất gia, không có phân biệt. Tuy nhiên, hàng xuất gia thực hành Bát Chánh Đạo thì nó ở một cái khía cạnh rốt ráo hơn. Còn hàng tại gia cư sĩ thực hành Bát Chánh Đạo thì nó ở cái khía cạnh là đơn giản hơn. Nó giống như chúng ta có hai phiên bản, một cái phiên bản đơn giản và một cái phiên bản rốt ráo. Và Bát Chánh Đạo thực hành thì dù tại gia hay xuất gia đều được hết, chứ không có phân biệt. Phân biệt là ở cái cấp độ nó khác nhau. Ví dụ như trong cái giới đó, trong phần giới thì giới của người cư sĩ thì chỉ áp dụng trong 10 giới thôi. Còn giới người xuất gia thì có tới 227 giới. Cộng thêm đó là quán tưởng tứ vật dụng, rồi nó giữ gìn giới bổn, nuôi mạng chân chánh và quán tưởng tứ vật dụng. Rồi ngay cả trong cái phần chánh mạng ấy thì cái chánh mạng của người cư sĩ nó khác với chánh mạng của người xuất gia. Chánh mạng của người cư sĩ thì có rất nhiều lựa chọn, còn chánh mạng của người xuất gia thì chỉ có mỗi một việc, đó là đi khất thực thôi. Rồi người cư sĩ họ cho cái gì thì dùng cái đó. Người xuất gia không được mua bán bất kỳ điều gì. Người cư sĩ sẽ lấy ví dụ như cư sĩ quý vị đó hớt tóc, ha, làm cái nghề hớt tóc, thợ hớt tóc lấy tiền, nó là nghề chánh mạng. Còn người xuất gia thì không được làm cái nghề hớt tóc. Chỉ đơn cử thôi. Chứ thực tế thì một vị xuất gia không được làm nghề gì hết trơn á. Hay trừ cái chuyện ôm bán thì thực thực. Thành ra ở cái cấp độ á, thì người cư sĩ đơn giản hơn là người xuất gia.